Ok, hello, xin chào tất cả các em đã trở lại với kênh Diệt Khải Gaming nha. Và video này thì Khải mua cái nón này nè mà 800 xu, nói chung là nãy có một kim mà trả giá 8 xu thôi. Nãy có mua một cái nhẫn nữa, có một cái nhẫn làm chậm 30, em mua một kim. Đây, nói chung là không có làm cho anh em xem được vì có một kim mà. Đây, em qua. Đó, nãy mua một kim. Vừa mua cái đai nữa, cái đai nữa ngày mai sẽ up cho video cho anh em xem. Anh một kim cho anh em. Cái một kim lấy nội lực này rồi cái này 800 xu cái hôm lên đảo thầy đai lưng thì đai lưng 540 Khải có làm video cho anh em xem rồi à, chờ lên đảo thôi trong lần này sắm đồ thì cái đai lưng mát 40 là ok rồi này. Tìm nhẫn 40 với lại tìm nhẫn 40 làm chậm là 40 chón nữa là ok, không có xài 30 thôi. Giờ tầm này tìm đâu ra mà có nữa. Mai úp cho anh em xem cái tầm này rồi. Chứ tầm này rồi. Có một đôi giày này. Thiếu nhẫn nè. Thiếu một nhẫn chống 40 nè. À đặt móc nè. Rồi cái này là thay vô 40. Thì mà cái này thì chỉ mới 70 làm chậm nè. 70 làm chậm rồi. Cũng nói chung là một nhẫn làm chậm 40 và một nhẫn chóng 40 đó thì đúng hiệu ứng. Còn mà lại mấy cái này thì khăn lôi, khăn lôi rồi khăn lôi áo thổ diện nhà thổ hết tất cả. Còn vũ khí này thì Khải đi theo vũ khí hướng đam rồi. Trong mang theo kiểu này thì cái này mang luôn chóng thì khăn lôi chỉ được 3 món, 1, 2, 3 đó, với lại gia truyền kháng cả là 4. Nói chung là vỏn vẹn và tổng kim khoảng tầm 75 là được đó, cắn lắc lên 75 cầm 4 vậy thôi. Xe vừa này không kéo xe là chỉ nhiêu đó thôi nè, không có nhiều nữa. Sau này có đồ là kháng lôi cao hơn tính tiếp. Nhưng tầm này hết đường rồi, xe vừa không có đồ mắt ốp của trang sức thì mà hết bó tay rồi.